nay á, cái núi này chị quên nghĩ ha, mình để cái máy quay gì, cái cuối tuần á, mấy bà con khắp tiểu bang, khắp thế giới về về đây là lại cha lại mẹ thăm núi rồi thăm Kiệt luôn cũng lượt, mà quay đông vui, có nhiều người thích cảnh đó hơn là giống như bữa mình livestream có cái màn hình ở nhà kịp. Rồi bây giờ thì Kiệt quay kiểu mình này, cái nào cũng giống nhau, miễn miễn có truyền tin là được rồi. Thì cái truyền tin gần đây nhất mấy clip ra mấy em là gài lai về ban ngày có một cái đó là gì, đánh trống dồn giống như giờ chót rồi đó, mình đánh bùm vậy đó, đánh trống múa lân vậy đó, trống dồn vậy đó. Thì hôm nay là vậy, thì bữa nay Kiệt rảnh lên đây 2 giờ chiều thứ sáu, Kiệt nhắc nhở quý vị ở ngoài Bắc nên kiếm cái dấu này đeo, lỡ như chú Thòn vô tình hay cố ý nẻ ăn trái vô Hà Nội thì sao cũng đỡ. Trái này giờ nó trái qua tiễn của chú Thòn bây giờ tệ nhất nó cũng hơn cái mấy cái bom B-52 thời xưa nữa, thì đeo vô đâu có mất gì đó, Kiệt chỉ nhắc nhở vậy thôi, ai có duyên hiểu thì cứ hiểu. Thời nay nó khó lắm tìm một người hiểu về tâm linh, hiểu về Phật, hiểu về Thượng Đế khó, rất là hiếm. Còn những người mà sân si hơn thua từ lời nói từ chúc rất là nhiều, là vì cái trượt của cái thế gian này nó quá dày đi. Mỗi một người xấu á, mình suy nghĩ ra một cái luồng khí đen, một cái ý tưởng xấu, thì nó làm cho cái không gian này nè nó càng khó hắt hơn, khó thở hơn. Thì sanh ra những người rất là sân si. Và những người sân si khi mà nghe Kiệt nói á, nhất là Kiệt nói chuyện kiểu này nè, tại vì xin lỗi Kiệt qua Mỹ lúc đó 14 tuổi, tiếng Việt nó cũng hôm nay là rành rành rồi đó, cũng nói cũng không có lưu loát nhiều như những cái người mà có ăn học rồi được huấn luyện trong trường rồi học hết lớp 12 của Việt Nam rồi ăn nói tiếng Việt đồ rành mạch thì Kiệt thua. Nhưng mà Kiệt nói chuyện không bằng cái đầu, không phải là bằng cái đầu nha quý vị, Kiệt nói chuyện bằng sự thật và bằng cái tâm. Quý vị coi lại hết những lời Kiệt nói gần 3 năm nay thì Kiệt nói bằng cái lòng Kiệt không á, Kiệt nói là sự thật, chứ Kiệt không có nói mà kiểu mà lấy lòng ai hay là câu view hay là xin tiền ai, thì để mà gieo duyên cho giờ chót. Khi sư phụ Kiệt tức là Đức Thầy mà Ngài xuất hiện đó, thì có một số người hữu duyên để mà ngồi lắng nghe sư phụ nói chuyện. Chứ còn nếu mà sư phụ mà xuất hiện bây giờ á, mà Kiệt mà không có loan truyền gần mấy năm nay về thiên tâm á, đâu có ai mà ngồi nghe, đâu có ai hiểu. Người phải giống như việc làm thì phải rub trước, rub tức là mình gọt cái vỏ trước rồi tới cái vỏ mỏng ở trong vậy đó. Mình ca sĩ như là ca sĩ dởm trước rồi tới ca sĩ thiệt đi sau vậy đó, đó kiểu dạng vậy đó.